Đây là lý do mà nếu có ý định mua xe, nên mua xe to và cao một chút nếu hay đi đường ngập nước. Cô gái nhẹ nhàng được cứu trong phút bốt. Từ đây đến cuối năm, chắc hình ảnh này sẽ không có gì lạ với mọi người trong thời tiết mưa liên tục như hiện nay. Tôi thắc mắc xe này xe gì mà chạy lì lợm như vậy. Nhiều người nói đây thuộc dòng Range Rover, nhưng công nhận nó chạy xé nước, lướt sóng kinh thiệt. Có ai đã từng trải nghiệm có thể cho nhận xét không? Chứ tôi thấy ảo thật, thực tế nó như vậy sao?